Mời bạn đến với podcast Thì Thầm ngày hôm nay với chủ đề Hội chứng lười sex. Đây là podcast tiềm phong được đọc bởi AI. Theo nghiên cứu mới nhất công bố trên tạp chí Lancet, đàn ông hiện đại dành thời gian cho sex ít hơn 20% so với 10 năm trước. Ngày càng nhiều người ca thán hội chứng sụt giảm libido hoặc lạnh cảm với chuyện ấy. Hiện tượng xảy ra với cả hai giới. 1. Đơn điệu trở thành nhàm chán. Sự nhàm chán trên giường ngủ trở thành một trong số nguyên nhân chính xô đẩy đàn ông thay vì sex tìm đến thể thao. Còn đàn bà thì tiêu thời gian vào các series phim xã hội trên tư vấn. Chuyên gia, giải pháp khả dĩ phục hồi ham đúng như thư ở ban đầu hiệu quả nhất là thực hiện cai sex trong thời gian 2 tuần, tiến sĩ Cynthia Graham, chuyên gia tình dục chia sẻ. Sau vài ngày, phu quân có thể ôm ấp và mân trớn vợ mình trong 10 phút và chỉ thế mà thôi. Mục đích, để tạo cảm giác thú vị cho nửa thứ hai. Cách làm này gây dựng không khí căng thẳng và chờ đợi. Sau 2 tuần, như tiến sĩ Graham đảm bảo, thời khắc gần gũi hai người sẽ hấp dẫn hệt đêm tân hôn. 2. Giường ngủ duy nhất xui khiến liên tưởng đến giấc ngủ và sex. Thiết bị điện tử trong phòng ngủ vô tình lôi kéo người trong cuộc xa lánh sinh hoạt thầm kín. Chuyên gia cho biết, 81% các cặp vợ chồng mang smartphone hoặc máy tính bảng lên giường ngủ và sử dụng khá lâu sau khi tắt đèn. Thói quen không chỉ làm rối loạn nhịp thức, ngủ, mà còn hủy hoại libido. Lập tức đưa tất cả thiết bị công nghệ mới ra khỏi phòng ngủ, trừ đồng hồ báo thức. Đó chính là tạo thói quen, giường ngủ gắn liền với phản xạ của con người với giấc ngủ và sex. 3. Mệt mỏi vì công việc. Kiệt sức sau những ngày làm việc kéo dài, thiếu ngủ triền miên, đàn ông đa số không còn hứng với sex xả mồ hôi trên giường ngủ. Chuyên gia, bằng thực đơn và tập luyện thể chất, mày râu có thể nâng nồng độ testosterone và kéo theo nó, tăng libido. Đó là cách làm đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả. Tập luyện cơ bắp nửa dưới cơ thể phát huy tác dụng y hệt Viagra tự nhiên, tiến sĩ David Lewis, chuyên gia sinh lý học thể thao chia sẻ. Co duỗi hai chân trên máy, ngồi vào đứng lên ghế tập là những động tác được đặc biệt khuyến khích. Thực đơn lành mạnh cũng là yếu tố quan trọng. Đồ ăn nhanh, đường, chất béo trang là sát thủ libido và sức mạnh nội lực. Những nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Massachusetts General Hospital tiến hành đã chứng minh, thậm chí một chai nước ngọt có thể đánh tục 25% nồng độ hormone sức mạnh đàn ông testosterone. Cứu cánh, bổ sung vào thực đơn các sản phẩm dầu kẽm, hải sản như hàu, các loại hạt như hạt dưa, hạt dẻ, hạt hướng dương, hạt óc chó. Đồng thời không quên sản phẩm cải thiện tuần hoàn máu như gia vị tỏi, hạt tiêu, ớt, gừng và quế. 4. Hóa giải stress. Áp lực gia tăng trong công việc, một phần do khủng hoảng kinh tế cũng tác động tiêu cực đến sinh hoạt phòng the. Chuyên gia, gắn luyện kỹ năng tự kiểm soát stress, duy trì thời gian ngủ đầy giấc, tránh sử dụng các chất kích thích như rượu và thuốc lá. Đảm bảo thời lượng tối thiểu 1 giờ trên ngày hoạt động ngoài trời, dạo mát, xe đạp, chạy bộ, tập luyện thể chất thường xuyên, lần cuối bạn tắm hơi khi nào, hoặc sử dụng massage thể thao. Đó là giải pháp hơn hẳn mọi thuốc an thần. Và nên nhớ, thuốc tự nhiên trị stress tốt nhất nhân loại sở hữu chính là sex. Song không phải dạng chấp nhoáng, gấp gáp, mà trò giải trí thông thả, thực hiện sau công đoạn dạo đầu kéo dài. Chỉ khi ấy trong cơ thể mới xuất hiện liều endorphin, oxytocin và dopamine đủ lớn để hóa giải tác dụng độc hại của hormone stress.